Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh được mời dự hội thảo 5 năm ngày bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Ngay bên cạnh tôi đây, đây chính là bảo tàng về gián điệp của Cộng hòa Liên bang Đức đặt tại trung tâm thủ đô của Berlin, đó là Leipzig Platz số 1, là một địa điểm rất nổi tiếng. Và như các bạn cũng đã thấy, ở đây rất nhiều người trên thế giới và tại Đức mỗi khi đến Berlin du lịch đều vào đây để tham quan, biết những hoạt động gián điệp đã từng xảy ra tại nước Đức từ những thế kỷ trước cho đến thời gian vừa qua. Ở trong này có trưng bày cả những thiết bị gián điệp của Cộng hòa Dân chủ Đức, tức là thời Cộng sản cũ. Họ cũng đã viện trợ rất nhiều cho Việt Nam. Và người Việt Nam không những đã để lại dấu ấn lịch sử với việc hợp tác với Cộng hòa Dân chủ Đức thời đó, mà năm 2017 đã để lại một dấu ấn không thể phai nhạt trong lịch sử gián điệp của nước Đức. Đó là vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh xảy ra vào ngày 23 tháng 7 năm 2017 đã được Bảo tàng Museum về gián điệp của Đức ghi nhận. Và thông tin rất mới xin chia sẻ với các bạn, đó là Bảo tàng gián điệp ở Đức đã gửi lời mời ông đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Đức, ông Nguyễn Quang Minh, tới dự hội thảo này nhân dịp 5 năm kỷ niệm ngày bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin. Hội thảo diễn ra ở đây, Bảo tàng gián điệp của nước Đức, vào ngày 21 tháng 7 năm 2022 và lúc 19 giờ, và dự kiến sẽ được rất nhiều sự quan tâm của người dân Đức cũng như quốc tế. Tuy nhiên, liệu ông đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh có tới đây để dự buổi hội thảo bắt cóc này hay không đang là câu hỏi được đặt ra, và rất nhiều người dân Việt Nam trong và ngoài nước cũng như khách quốc tế đến dự hôm đó đang chờ đợi một kết quả. Đó là liệu ông đại sứ Vũ Quang Minh của Việt Nam có dũng cảm đến đây tham gia buổi hội thảo hay không? Và nếu tham gia hội thảo ở đây thì ông sẽ nói gì về vụ bắt cóc được phía Đức điều tra, xét xử rất kỹ trong thời gian vừa qua? Đó là một vết nhơ trong lịch sử của ngành công an Việt Nam khi đã tổ chức bắt cóc người ngay trên lãnh thổ của nước Đức. Sự việc xảy ra vào thời gian đó khi mà ông đại sứ Đoàn Xuân Hưng đang trong nhiệm kỳ của mình, thì cơ quan mật vụ Việt Nam mà người đứng đầu là ông đại tướng Tô Lâm hiện nay đã tổ chức mạng lưới gián điệp và đưa mật vụ Việt Nam đột nhập vào Đức để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, sau đó đưa vào Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin, rồi hai ngày hôm sau trở sang Cộng hòa Séc và sang Slovakia để tiếp tục sang Moscow về lại Việt Nam. Theo thông tin nội bộ của Tòa Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin tiết lộ, thì ông đại sứ Đoàn Xuân Hưng khi đó cũng bị bất ngờ và bị bắt buộc thực hiện yêu cầu của Bộ Công an Việt Nam. Cũng có nguồn thông tin cho rằng ông đại sứ Đoàn Xuân Hưng gặp vụ án này như một tảng đá tự nhiên rơi vào đầu, hòng hết nhiệm kỳ của ông, và ngay cả đại sứ tiếp theo cũng gần như không làm được gì trên đất nước Đức trong quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam. Vì đơn giản là nước Đức đã không còn tin tưởng Việt Nam nữa. Và giờ đây, vào hôm 1 tháng 6 năm 2022, khi nước Đức lại vừa tiếp tục dẫn độ thêm một người Việt Nam nữa, được cho là mật phụ của Việt Nam nằm ở Cộng hòa Séc, đó là ông Lê Anh Tú, để chuẩn bị đưa ra tòa án thượng thẩm ở Berlin xét xử về tội trực tiếp lái chiếc xe đi bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh vào hôm đó, đó là hôm 23 tháng 7 năm 2017. Và với việc Bảo tàng gián điệp của nước Đức tổ chức hội thảo 5 năm ngày bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, thì dường như chúng ta thấy rất rõ nước Đức không hề quên sự kiện này, và nó đã được ghi nhận vào trong lịch sử của nước Cộng hòa Liên bang Đức. Mặc dù cho tới nay Đảng và Chính phủ Việt Nam vẫn nói ông Trịnh Xuân Thanh tự về đầu thú tại Việt Nam, và họ tiếp tục nói dối người dân cả nước cũng như bản thân các đảng viên của mình, nhưng việc điều tra không ngừng nghỉ của các cơ quan cảnh sát Đức, Cộng hòa Séc và Slovakia cũng như Europol để dẫn đến việc tiếp tục dẫn độ một mật vụ thứ hai của Việt Nam từ Séc sang đây, thì bộ mặt nhơ nhớp của Đảng và Chính phủ Việt Nam ngày một rõ hơn trước người dân trong nước và thế giới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh được mời dự hội thảo 5 năm ngày bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.